câu số 2 của chúng ta là nani nani o megute, có nghĩa là xoay quanh. Chúng ta cùng quan sát bức tranh này. Đây thì thấy một chàng hot boy bước vào đúng không nhỉ? Đấy, hot boy bóng rổ bước vào thì bạn này bảo là gì nhỉ? À, wa handsome atashi no type, là gì đấy? Đẹp trai quá, đúng là mẫu người lý tưởng của tớ đúng không nhỉ? Bạn này vẫn bảo là atashi mo kare no yona hito to tsukiai tai, à là tớ cũng muốn hẹn hò với anh ấy đúng không? Với người như anh ấy. Và sau đấy thì hai đứa cãi nhau đúng không nhỉ? Kare wa atashi no yo, à anh ấy là của tao. Dame yo atashi no, không đời nào của tao. Và bạn này bạn nói là anh tatashi nani shite no, là các em đang làm cái gì vậy? Thì chúng ta thấy rằng chỉ có một nhân vật là bạn này đúng không nhỉ, mà xoay quanh cái bạn này hai cô này đang cãi nhau đúng không, đang đấu đá với nhau. Thì khi mà thể hiện cái sự gì nhỉ, cái sự tranh giành, cái sự đấu đá, cái sự đối lập liên quan đến xoay quanh một cái đối tượng thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc megutte này nhá. Vậy thì câu này của chúng ta sẽ có thể nói như sau này: Hitori no otoko meguru futari no onna no tatakai hageshi kana. Đây chúng ta thấy đây có chữ đây là chữ đấu nhá, nó là tatakai, nó viết nhấn mạnh thay cho chữ chiến thôi, bởi vì chiến và đấu thì đều đọc là như thế hết. Tata ka đấy, đây là hageshi là khốc liệt đúng nhỉ. Đấy, à đây là một trận chiến của hai cô gái, trận chiến đấy mà xoay quanh một chàng trai đúng không, chắc là khốc liệt lắm. Đây ở đây chúng ta dùng megut meguru, bởi vì là đằng sau là danh từ, đằng trước cũng là danh từ, chúng ta có thể dùng dưới dạng bổ nghĩa như vậy. Đấy các bạn lưu ý nhé, nếu mà phân tích cái chữ Hán ấy thì cái meguru này ấy, nó chính là cái chữ tuần trong từ tuần tra. Đấy các bạn thấy này, chữ hồi này, chữ gì nhỉ, đây là chữ không nhớ lắm chữ này, nhưng đây là chữ tuần này. Đấy nó nghĩa là à xoay quanh, xoay vần quanh cái đối tượng đấy mà suốt ngày có một cái tranh cãi, một cái đối lập ở đằng sau, thì chúng ta sẽ sử dụng trong cái trường hợp này. Bây giờ các bạn sẽ quan sát phần setsuzoku: danh từ cộng omegute, danh từ n1 cộng omeguru n2 trong trường hợp bổ nghĩa. Về cách sử dụng này: diễn tả ý, tranh luận, đưa nhiều ý kiến đối lập về một chủ đề. Nhớ nhá, phải lại nó diễn tả ý, tranh luận, đưa nhiều ý kiến đối lập về một chủ đề. Đấy, chủ thể thực hiện hành động phải là số nhiều. Thôi, viết cái dòng quan trọng thôi. Đấy, chủ thể này là số nhiều. Do vậy là nếu mà chủ thể là một người ấy, thì không bao giờ các bạn sẽ dùng cái không không bao giờ các bạn được dùng meguru nhá. Chủ thể là chủ thể đấy phải là số nhiều được chưa? Có thể là nhóm, có thể là vài ba người gì đấy cũng được, hoặc ít nhất là hai người, chứ không bao giờ là anh Tanaka đang tranh luận xoay quanh cái gì đó, hay là tôi đang tìm hiểu xoay quanh cái gì đó, không có dùng cái đó. Tiếp theo này, về sau là câu chứa động từ thể hiện ý kiến, nhiều người thể hiện ý, nhiều người đấu tranh tranh luận về một thứ gì đó. Đây động từ thể hiện là gì nhỉ? Đấu tranh tranh luận, và thường không phải là hành động mang tính thỏa hiệp, tức là ấy, nó phải thể hiện rằng à mọi người đang đấu tranh, mọi người đang cãi nhau, mọi người đang tranh giành, mọi người đang đối lập, đang phân tán xoay quanh cái đó, chứ không phải là mang tính hành những cái hành động mang tính thỏa hiệp. Ví dụ như là những cái động từ như là xô đăng là cũng không hợp lý lắm, xô đăng là trao đổi, bàn bạc, thảo luận đúng nhỉ, là mang tính tích cực, do vậy mà đi với meguru là không hợp lý đâu. Đằng sau nó là mấy cái động từ như là cạnh tranh đúng nhỉ, kyoso này, hay là arasu, hay là kenkasuru, cãi nhau đấy. Đấy và tiếp theo đây cũng là cách sử dụng mang tính văn viết khá là trang trọng, thì chúng ta dùng cái này. Còn nếu không thì cứ nichite mà dùng đúng không nhỉ? Tất nhiên khi mà dùng nichite ấy, thì nó không thể hiện được hết cái sắc thái nghĩa mà cái mẫu câu này nó biểu đạt. Ví dụ các bạn quan sát các câu trong trong bài. Câu 1 này, ichi này. Oya ga nokoshita tochi o megute shinzoku ga arasotte iru. Đây là oya đúng nhỉ? Là bố mẹ cha ông này, nokoshita là để lại, tochi là thổ địa, là đất. Shinzoku là họ hàng, chữ thân với chữ tộc. Đây là chữ tranh, đọc là araso. Araso khi chia thì nó thành arasote rồi. Thì câu này có nghĩa là xoay quanh gì nhỉ? Xoay quanh cái gì đấy, cái mảnh đất mà ông cha để lại đúng không? Thì họ hàng đang gì đấy nhỉ? Đang tranh giành nhau, đấy, đang đang ganh đua nhau, đang tranh giành nhau, đang cãi nhau kịch liệt.
xoay quanh đến nó nhá. Đây các bạn thấy này, chủ thể rõ ràng là Shinjuku là họ hàng là số nhiều đúng không? Đấy, và hành động là Arasu, là hành động tranh giành, không phải là hành động mang tính thỏa hiệp. Tiếp theo câu số 2. Shohize no mondai o meguri kokai wa okiku yureta. Các bạn thấy này, đây nó dùng cái dạng văn phong cứng, không dùng là megute mà dùng meguri. Thông thường thì những cái văn bản mang tính cứng ấy thì người ta dùng hay dùng meguri, đúng nhỉ, cái dạng lửng lửng. Đấy. Đây là gì đấy? Xoay quanh vấn đề shohize là tiêu phí thuế, là thuế tiêu dùng đúng nhỉ? Thì kokai, các bạn thấy chủ thể đây là kokai, là quốc hội, cũng là một cái nhóm nhiều người nhá. Okiku yureta. Ở đây chữ chữ này là chữ giao yu. Nó mang nghĩa, bình thường nó mang nghĩa là gì nhỉ? Mang nghĩa là rung, dao động vân vân. Thế nhưng mà trong trường hợp này chúng ta không nên dịch là dao động hay như nào, bởi vì quốc hội rất là nhiều người và nó lại dùng như này thì chúng ta hiểu rằng là ý kiến mỗi người đang một ngả đúng không? Mỗi người trong quốc hội đến một ngả thì chúng ta có thể dịch là chia rẽ ý kiến. Câu này là xoay quanh cái vấn đề thuế tiêu dùng ấy, thì quốc hội đang rất là phân tán ý kiến, đang chia rẽ ý kiến rất là mạnh. Thì các bạn thấy cái động từ cũng như là cái gì nhỉ? Cái chủ ngữ nó tuân thủ cái quy tắc là chủ ngữ là số nhiều đúng không nhỉ? Và gì? Và động từ mang tính chất không thỏa hiệp đúng không? Câu số 3 nhé. Kanojo no kodo o meguru uwasa wa tachimachi shanai ni hirogatta. Chúng ta thấy này. Ở đây là dùng dạng bổ nghĩa meguru. Danh từ đây là uwasa, là cái lời đồn mà xoay quanh cái hành động của cô ấy. Thì tachimachi là gì nhỉ? Tachimachi là nhanh chóng. Shanai là shakai no uchi, là trong công ty. Hirogata nhanh chóng lan rộng ra khắp công ty đúng không? Đấy. Thì rõ ràng là cái lời đồn này không thể là do một người được, mà do rất là nhiều người cùng phao ra thì nó mới lan rộng ra khắp được công ty như vậy. Và thứ hai là nó cũng không phải một hành động mang tính tốt đẹp gì đúng không? Đấy, thì chúng ta nhớ rằng cái cấu trúc omegute là sử dụng như vậy nhá. Những cái chú ý này là các bạn cần phải lưu ý khi làm bài tập.